Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trong tập ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với các anh chị một cái thông báo mà chắc là có một số anh chị đang rất là nóng lòng chờ đợi trong thời gian qua. Đầu đuôi đó là tầm thời điểm này năm ngoái, tôi có tổ chức một cái khóa học đầu tư. Sau khi mà khóa học kết thúc, có khá là nhiều anh chị hỏi tôi là khi nào thì sẽ tổ chức cái khóa mới. Thì ở đây anh chị nào mà đã theo dõi tôi từ những ngày đầu thì đều biết là công việc chính của tôi là từ cái hoạt động cố vấn và đầu tư, chứ không phải là từ cái hoạt động giảng dạy này. Năm ngoái khi mà tổ chức cái khóa đầu tiên, tôi đã không lường trước được cái khối lượng công việc, dẫn tới là tôi bị quá tải. Phần vì công việc chính ở các công ty mà tôi đang đầu tư, phần thì phải lên giáo án rồi soạn các cái bài giảng, rồi song song đó thì vẫn phải đảm bảo cái lịch ra podcast hàng tuần. Thành ra cái khoảng thời gian đó gần như là ngày nào tôi cũng phải làm việc từ sáng sớm cho tới tối khuya. Đều đặn ngày nào cũng vậy trong suốt một cái khoảng thời gian khá là dài. Do đó cho nên mặc dù rất là muốn tổ chức cái khóa tiếp theo cho những anh chị vào sau bị lỡ cái khóa đầu tiên, nhưng mà tôi cứ lưỡng lự mãi, tại vì tôi sợ mình lại rơi vào cái tình trạng quá tải như năm ngoái. Và hôm nay tôi rất là vui được thông báo với các anh chị là tôi đã sắp xếp được cái quỹ thời gian của mình để mà có thể tổ chức cái khóa thứ hai này. Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cái khóa học này để các anh chị có thêm thông tin để mà có thể cân nhắc trước khi mà ra quyết định ghi danh. Đầu tiên thì tôi xin chia sẻ một số cái lý do vì sao mà tôi lại quyết định tổ chức khóa học vào thời điểm này. Anh chị nào mà có để ý theo dõi tin tức thì chắc hẳn đều biết là thời gian vừa rồi, tất cả các kênh đầu tư nó đều đi xuống. Từ những cái hoạt động kinh doanh, cho tới bất động sản, cho tới chứng khoán. Đó là chưa kể bên cái mảng tiền số. Ở bên đó thì tình hình nó còn tệ hơn rất là nhiều. Nói chung là cái bức tranh về kinh tế và những cái hoạt động đầu tư khắp nơi hiện tại đều không mấy sáng sủa. Như cái hình ảnh mà tôi vẫn thường dùng ở trên các cái tập podcast của mình. Đó là chúng ta đang đối mặt với một cơn bão đang tới. Mà thật ra chính xác hơn là nó đã tới rồi. Và rất là nhiều chuyên gia họ dự đoán là cơn bão lần này sẽ còn lâu hơn và sẽ lớn hơn rất là nhiều so với những cơn bão trước. Vậy thì tại sao ở trong cái bức tranh thị trường như vậy mà bây giờ chúng ta lại phải đi tìm hiểu về cái hoạt động đầu tư? Liệu chăng là ở trong cái tình hình mưa gió bão bùng như vậy thì không phải tốt nhất là chúng ta chỉ nên ngồi im ở trong nhà hay sao? Chúng ta cứ giữ im tiền ở đó thì không tốt hơn hay là sao? Nhưng mà theo quan điểm của tôi thì chính trong cái thời điểm này, trong cái bối cảnh mà lạm phát nó đang tăng như vậy, thì cái việc giữ tiền không làm gì hết nó cũng là một cái hành động rủi ro không kém gì cái việc là đem đi đầu tư. Thậm chí là có thể nói là nó còn rủi ro hơn. Khi mà chúng ta đầu tư thì nó còn có cái xác suất thắng hoặc là thua. Và nếu mà chúng ta đầu tư mà chúng ta có phương pháp, có kiến thức thì cái xác suất thua nó sẽ giảm đi đáng kể. Còn cái việc giữ tiền ở trong cái bối cảnh mà đồng tiền nó càng ngày càng mất giá thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc là tài sản của chúng ta càng ngày càng đi xuống. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là chính trong một cái giai đoạn mà thị trường đang đi xuống như vậy, nó cũng chính là cái lúc mà thị trường sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư. Như có lần tôi đã nói ở trong một cái tập podcast trước đây, khi mà trời có bão thì nó cũng chính là cái lúc mà chúng ta có thể bắt được những cái con cá lớn. Cái vấn đề mấu chốt ở đây là chúng ta phải hiểu được rõ là mình đang làm gì. Chúng ta phải có phương pháp và có chiến lược đầu tư cho rõ ràng. Khi mà chúng ta hiểu rõ là mình đang làm gì thì chúng ta sẽ không còn bị cái cảm giác thấp thỏm khi mà thị trường nó lên xuống nữa. Nó sẽ giúp cho chúng ta vẫn có thể tiếp tục tiến hành cái hoạt động đầu tư để mà đảm bảo cho tài sản của mình. Song song đó, chúng ta vẫn có thể ăn ngon ngủ yên, bất kể là thị trường ngoài kia nó có lên hay là xuống như thế nào. Đó là một vài cái lý do mà tôi tin là đây sẽ là cái thời điểm thích hợp nhất để chúng ta ngồi xuống và tự trang bị cho mình những cái kiến thức đầu tư một cách bài bản. Chúng ta xây dựng những cái nền tảng, những cái mindset về đầu tư sao cho nó hiệu quả và vững chắc nhất. Khi mà đã có những cái nền tảng này rồi thì nó sẽ không chỉ giúp cho chúng ta vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này, mà xa hơn nữa, trong tương lai nó cũng sẽ là cái nền tảng cho những cái hoạt động đầu tư của chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nữa, chứ không chỉ riêng về thị trường chứng khoán. Nói về thị trường chứng khoán thì bấy lâu nay nó thường bị gắn liền với những cái hình ảnh khá là tiêu cực. Khi mà nghĩ tới thị trường chứng khoán thì người ta thường đóng khung nó với những cái kiểu đầu tư theo dạng ngắn hạn, dùng những cái chiêu trò để mà chụp giật, thậm chí là lừa đảo. Những cái điều đó nó tạo nên một cái hình ảnh khá là méo mó về một cái kênh đầu tư mà lẽ ra theo tôi nó rất là hiệu quả nếu mà chúng ta có đủ kiến thức, có những cái mindset và chiến lược đầu tư hiệu quả.
Ở ngoài kia có rất là nhiều người chỉ thích làm giàu nhanh. Họ bỏ tiền ra đầu tư thì họ muốn là trong vài tháng phải nhân lên gấp 5, gấp 10 lần. Để rồi chính những cái suy nghĩ làm giàu nhanh như vậy cuối cùng nó lại đẩy lùi tài sản của họ, làm cho họ đi chậm hơn trong cái hành trình đầu tư của mình. Thậm chí là đi lùi qua cả cái mức âm, nghĩa là vướng vào nợ nần. Trong khi là với những cái nền tảng đầu tư lâu dài, khi mà đầu tư thì chúng ta phải tính bằng năm hoặc là nhiều năm. Thoạt nghe qua thì có vẻ nó không có gì hấp dẫn hết. Nhưng mà chính nó ở trong dài hạn nó sẽ là giúp cho chúng ta tới đích nhanh hơn. Trường hợp của tôi chính là một cái ví dụ cụ thể. Chính nhờ thị trường chứng khoán và nhờ những cái nền tảng đầu tư lâu dài này, nó đã giúp cho cái hành trình tự do tài chính của tôi được rút ngắn một cách khá là đáng kể. Cũng chính vì cái lý do này mà xuyên suốt tất cả những cái chia sẻ của tôi từ trước tới giờ trên podcast, tôi đều nhắc đi nhắc lại về cái tinh thần cặm cụi, kiên trì. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta tiến một chút thôi, nhưng mà chung cuộc kết quả chúng ta lại là người đi nhanh hơn và đi xa hơn. Và cái khoa học này nó cũng xoay quanh những cái phương pháp đầu tư trên cái tinh thần lâu dài như vậy. Cụ thể thì trong khóa học này tôi sẽ giúp trang bị cho các anh chị một số cái nền tảng mà tôi tin là quan trọng nhất trong bất kỳ cái hoạt động đầu tư nào. Thứ nhất, ở trong cái học phần đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số lý do vì sao mà chúng ta lại phải đầu tư. Đây chính là cái chữ why ở trong tiếng Anh. Tôi luôn luôn tin là dù làm bất kỳ cái việc gì, chỉ khi mà chúng ta hiểu được rõ ràng cái động cơ vì sao thì chúng ta mới có thể giữ được cái sự kiên trì để mà đi ở trong lâu dài. Chính vì lý do đó tôi đã chuẩn bị riêng một cái học phần về cái chữ why này để giúp các anh chị hiểu thật rõ lý do vì sao mà chúng ta cần phải đầu tư ngay từ bây giờ. Chúng ta càng chậm lúc nào thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc là chúng ta đang đánh đổi cái rủi ro về tài chính của chúng ta ở trong tương lai. Học phần này cũng là nơi mà tôi sẽ lồng ghép những cái kiến thức về kinh tế vĩ mô, về cái cách vận động của nền kinh tế như thế nào, những cái chu kỳ tăng giảm của nó ra sao. Rồi xa hơn nữa, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những cái chính sách lương hưu của các nước ở trên thế giới, và đặc biệt là chính sách hưu trí ở Việt Nam của chúng ta, chính là cái chính sách bảo hiểm xã hội. Để từ đó các anh chị có thể mường tượng ra cái bức tranh về tài chính của mình ở trong tương lai khi mà chúng ta về già. Ngoài ra thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các anh chị chi tiết về cái vấn đề lạm phát để giúp cho các anh chị có thể hiểu rõ một cách khá là tường tận về cái khía cạnh rất là quan trọng này. Đặc biệt là ở trong cái bối cảnh hiện tại của nền kinh tế, không chỉ riêng ở Việt Nam chúng ta đâu, mà cả các nước ở trên thế giới nữa. Sau khi mà đã hiểu rõ được ngọn ngành cái lý do vì sao mà chúng ta cần phải đầu tư, thì chúng ta sẽ đi tới một cái học phần lớn tiếp theo, đó là về cái chữ what. Đây là học phần mà chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu chi tiết từng cái khái niệm về thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, tôi sẽ không dạy những cái kiến thức khô khan. Tôi sẽ dùng chính những cái câu chuyện ở trong các cái hoạt động cố vấn kinh doanh của mình. Từ đó tôi sẽ dẫn dắt các anh chị đi từ những cái kiến thức căn bản nhất, dần dần đi sâu vào những cái khái niệm ở trên thị trường chứng khoán. Đây là những cái viên gạch đầu tiên và cũng là những cái viên gạch quan trọng nhất ở trong cái hành trình đầu tư lâu dài của các anh chị sau này. Sau khi mà đã hiểu rõ về cách hoạt động và cách vận hành của thị trường chứng khoán, sang cái học phần thứ ba thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau tìm hiểu về cách mà người ta sẽ vận dụng những cái đặc tính của thị trường để xây dựng nên những cái chiến lược đầu tư. Từ đó thì người ta tìm kiếm lợi nhuận như thế nào. Sau cái học phần này thì các anh chị sẽ có một cái nhìn bao quát hầu hết những cái chiến lược đầu tư phổ biến mà các nhà đầu tư họ đang áp dụng, không chỉ là ở trên thị trường Việt Nam mà cả trên thị trường thế giới. Tiếp theo là một cái học phần hoàn toàn mới. Trong đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái chiến lược đầu tư nào mà chúng ta không nên tiến hành, chúng ta nên tránh. Tôi sẽ giúp cho các anh chị tìm hiểu cái cách mà người ta kiếm tiền thông qua những cái chiến lược này như thế nào. Và thông qua đó tôi sẽ phân tích cho các anh chị vì sao mà chúng ta nên tránh những cái chiến lược đầu tư này. Tiếp theo, sau khi mà đã hoàn tất những cái học phần trên thì lúc này các anh chị cũng đã có những cái nền tảng khá là vững chắc về thị trường chứng khoán cũng như là những cái chiến lược đầu tư ở trên đó. Thì từ đó chúng ta mới bắt đầu bước vào cái học phần cuối cùng. Đây là một cái học phần lớn với hơn 10 bài giảng về một cái chiến lược đầu tư gọi là Passive Investing. Tiếng Việt mình gọi là chiến lược đầu tư thụ động. Cái lý do vì sao mà tôi chọn chiến lược này để mà truyền tải ở trong cái khóa học này. Thứ nhất, đó là đây là cái chiến lược đầu tư mà hầu hết những cái nhà đầu tư lão luyện ở trên thế giới, họ đều khuyên là đại đa số các nhà đầu tư không chuyên nên áp dụng. Kể cả trường hợp của cá nhân tôi, trong cái portfolio hiện tại của tôi thì Passive Investing nó vẫn là một cái khoản đầu tư lớn nhất ở trên thị trường chứng khoán. Nó chỉ xếp sau cái khoản đầu tư về những cái công ty tư nhân mà tôi trực tiếp đầu tư.
Và cũng chính cái phương pháp đầu tư này, nó không những đã mang tới cái tỷ suất đầu tư rất là tốt cho tôi trong nhiều năm qua, mà nó còn giúp cho tôi được ăn ngon ngủ yên, vượt qua rất là nhiều những cái đợt khủng hoảng tài chính trước đây. Cái chiến lược này nó có khá là nhiều ưu điểm phù hợp với đại đa số các anh chị đầu tư không chuyên. Đây là những cái trường hợp mà chúng ta chỉ cần có nhu cầu xây dựng một cái kênh đầu tư an toàn và hiệu quả ở trong lâu dài. Nó không có đòi hỏi là các anh chị suốt ngày phải vật lộn với những cái mớ báo cáo tài chính. Về cơ bản thì các anh chị chỉ cần set up một lần, xong rồi sau đó là gần như là các anh chị có thể quên nó luôn. Tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách kết hợp cái chiến lược này với cái mô hình quản lý dòng tiền ở trong cái hành trình tự do tài chính mà tôi đã chia sẻ với các anh chị trước đây. Để sao mà sau khi mà set up xong rồi thì gần như là các anh chị không phải làm gì nữa. Cứ mỗi khi có tiền nhàn rỗi thì các anh chị cứ để nó vô những cái dòng tiền này, rồi tự động nó sẽ âm thầm, ngày đêm, từng chút một nó mang tiền về cho các anh chị. Đúng theo cái tinh thần cặm cụi. Và cũng chính vì cái lý do này nên tôi cũng xin lưu ý là cái chiến lược đầu tư này nó hoàn toàn không có phù hợp cho những người thích làm giàu nhanh. Bởi vì cái điểm then chốt nhất và cũng là khó nhất của cái chiến lược này chính là cái sự kiên trì và cái mindset đầu tư lâu dài. Đó là một số cái giá trị mà các anh chị sẽ nhận được khi mà tham gia cái khóa học này. Tuy nhiên vẫn còn một cái giá trị ở bên dưới mà tôi sẽ lồng ghép trong xuyên suốt tất cả các học phần. Đó chính là những cái góc nhìn, những cái mindset về đầu tư lâu dài. Chúng ta đầu tư với đúng cái ý nghĩa là đầu tư, chứ không phải là đánh bạc, không phải là chụp giật ở trong ngắn hạn. Khi mà có được những cái mindset về đầu tư lâu dài như vậy, nó sẽ là cái hành trang quan trọng cho các anh chị trong bất kỳ cái hoạt động đầu tư nào sau này, không riêng gì cái hoạt động về đầu tư chứng khoán. Bởi vì tôi luôn luôn tin là dù là chúng ta đầu tư ở bất kỳ cái lĩnh vực nào, bất kể đó là đầu tư kinh doanh hay là đầu tư bất động sản hay là bất kỳ cái kênh nào đi nữa, miễn là chúng ta có kiến thức và chúng ta giữ được cái sự kiên trì thì trong lâu dài chắc chắn là cái xác suất thành công của chúng ta nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiếc là đây cũng chính là cái mindset đầu tư mà rất là nhiều nhà đầu tư ở nước ta còn thiếu. Đa số mọi người đều đến với những cái hoạt động đầu tư với cái mong muốn là phải làm giàu nhanh, để rồi cuối cùng chính những cái suy nghĩ ngắn hạn đó nó sẽ làm hại chúng ta. Và thông qua cái khóa học này, tôi hy vọng là tôi sẽ giúp được cho các anh chị tránh bị cuốn theo những cái kiểu đầu tư như vậy. Đây mới chính là cái giá trị quan trọng nhất mà tôi muốn trao gửi đến các anh chị ở trong cái khóa học này. Thì đó là cơ bản những cái gì mà các anh chị có thể kỳ vọng sẽ nhận được từ cái khóa học này. Bây giờ thì tôi xin trả lời một số cái thắc mắc mà tôi thường hay nhận được từ cái khóa học trước. Đầu tiên là về cái cách tổ chức của khóa học. Thì khóa học của chúng ta sẽ được chia ra làm 5 học phần. Tổng cộng chúng ta sẽ có khoảng đâu đó 30 bài giảng. Và với cái lịch học dự kiến là mỗi tuần một bài giảng, thì đâu đó cái khóa học của chúng ta sẽ diễn ra trong vòng khoảng 6 tháng. Nghe tới cái đoạn này chắc là sẽ có một số anh chị thắc mắc là tại sao một cái khóa học mà nó lại kéo dài lâu như vậy. Lý do là vì khi mà tổ chức cái khóa học này, tôi không muốn tổ chức nó theo dạng một lớp học thông thường, theo kiểu là tới đúng ngày đúng giờ thì chúng ta phải ngồi vào bàn rồi phải căng mình ra để mà tiếp thu những cái kiến thức. Như vậy thì nó sẽ rất là nặng nề và tôi nghĩ là nó sẽ không có chất lượng. Thay vì vậy thì tôi muốn tổ chức nó theo một cái dạng nhẹ nhàng và tự nhiên hơn. Mỗi bài giảng nó sẽ như một cái buổi mà chúng ta ngồi trò chuyện với nhau. Tôi sẽ chuẩn bị những cái câu chuyện thực tế, những cái kinh nghiệm đầu tư của mình để từ đó tôi lồng ghép vào những cái kiến thức để mà chia sẻ đến với các anh chị. Mỗi tuần tôi sẽ soạn thêm một cái bài giảng và đăng lên vào một cái khung giờ cố định. Với cái cách tổ chức này thì các anh chị có thể chủ động xem vào bất kỳ lúc nào các anh chị có thời gian rảnh, chứ không có nhất thiết là phải có mặt vào một cái khung giờ cố định nào đó. Ngoài ra về phía tôi thì tôi cũng sẽ có thời gian để mà chuẩn bị các bài giảng một cách chỉnh chu nhất có thể, tránh cái việc là cứ ngồi nói lan man làm mất thời gian của các anh chị. Câu hỏi tiếp theo đó là nếu mà các anh chị chưa biết gì về tài chính thì có tham gia được cái khóa học này hay không? Và câu trả lời là hoàn toàn được. Tất cả những cái kiến thức mà tôi soạn cho cái khóa học này đều hướng tới cái đối tượng là những người hoàn toàn chưa biết gì về tài chính, chưa biết gì về đầu tư. Miễn là các anh chị hiểu được tiếng Việt là các anh chị có thể tham gia được. Nhân tiện thì khóa học của chúng ta sẽ được dạy bằng ngôn ngữ chính là tiếng Việt. Trong quá trình học, tất nhiên là chúng ta sẽ có bắt gặp những cái thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh. Trong những cái trường hợp như vậy, tôi sẽ giải thích thật kỹ ý nghĩa của những cái thuật ngữ này. Do đó nên những anh chị nào mà không rành tiếng Anh thì vẫn có thể yên tâm tham gia được. Câu hỏi tiếp theo đó là những cái kiến thức này có thể áp dụng được ở trên thị trường chứng khoán ở nước nào? Có áp dụng được cho thị trường Việt Nam hay không? Thì trong suốt khóa học, tôi sẽ dùng chủ yếu những cái ví dụ cụ thể từ 3 thị trường
đó là thị trường Việt Nam, thị trường Úc và thị trường Mỹ. Tuy nhiên, những cái kiến thức mà tôi truyền tải ở trong các cái bài giảng đều là những cái kiến thức nền tảng về đầu tư. Do đó nên một khi mà đã hiểu rõ rồi thì các anh chị có thể dùng nó để áp dụng cho bất kỳ cái thị trường nào và chắc chắn là có thể áp dụng được cho thị trường ở Việt Nam. Thật ra nói một cách chính xác hơn thì trong số khóa học này tôi sẽ ưu tiên dùng rất là nhiều ví dụ ở thị trường chứng khoán Việt Nam, tại vì đa số các anh chị tham gia đều là đang ở Việt Nam. Thì đó là một số câu hỏi mà tôi thường hay nhận được. Chi tiết hơn về khóa học cũng như là lịch khai giảng và cái cách để đăng ký như thế nào thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm trên website của khóa học tại địa chỉ là hiếu.tv/khóa học đầu tư. Đây là một cái khóa học mà tôi đã dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết để xây dựng. Thường thì những cái khóa học khác nó chỉ diễn ra trong vòng vài tuần hoặc cùng lắm là 1-2 tháng. Còn khóa học này của chúng ta sẽ diễn ra ít nhất là 6 tháng. Đây cũng là cái lý do vì sao mà mỗi năm tôi chỉ có thể tổ chức được một khóa. Lý do là vì tôi muốn ưu tiên tập trung vào chất lượng nhiều hơn là số lượng. Mong muốn của tôi khi mà tổ chức cái khóa học này là nhằm mang tới cho các anh chị thật là nhiều kiến thức, để từ đó nó sẽ trở thành những cái nền tảng đầu tư lâu dài cho các anh chị. Và hy vọng một ngày nào đó, những cái hoạt động đầu tư này nó sẽ mang các anh chị tới được với tự do tài chính. Với cá nhân tôi thì chính nhờ những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm này, nó đã giúp rút ngắn rất là nhiều cho cái hành trình đi tới tự do tài chính của tôi. Và tôi hy vọng là nó cũng sẽ mang tới những cái giá trị tương tự cho các anh chị. Tôi xin tạm dừng cái tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy khóa học này là hữu ích, thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.